giữ vai trò giống như là board director giống như là trong cái giấy ông đã đọc cho tiểu ban không ạ? Dạ cảm ơn anh. Trước đó là có một buổi họp vào ngày 28 tháng 2 thì tôi và thầy Thanh Trí buổi họp với một số tăng ni, tăng ni còn dân bản đó, một số tăng ni và đã bầu ra một nhóm 3 người để làm cái bo mới. Tại vì cô Quỳ Chiếu thì cô đã làm như vậy rồi, cho nên người ta không ai muốn cô làm chủ trì nữa, mà không lẽ mình lấy cái chùa về mình giao cho một người đã ăn cắp chùa. Cô đâu muốn giao vậy, người đã bán chùa rồi giờ giao lại bán lần thứ hai nữa phiền lắm. Còn cái trong đó có một người thủ quỹ là chị Tâm Xã. Tôi hỏi chị, tôi gọi chị hai lần, chị nói là tôi nói người ta rất cần hỏi chị, nhưng chăm sóc Sarana họ muốn gặp chị để họ hỏi cái tên một chút. Không biết gì ở trên luôn, đừng hỏi tôi tội nghiệp. Tôi nói vậy, nếu vậy thì tôi mời chị vô trong cái ban mới làm được không? Chị nói không, tôi cũng làm nữa, tôi ớn lắm rồi. Chị nói tôi không biết gì về tiền bạc đó hết. Rồi một người nữa là anh, một người nữa trong cái anh thanh niên đó, chị anh thanh niên, một người nữa là anh Tuấn. À dạ, Tuấn Nguyên. Tôi gọi 2-3 lần gọi điện thoại đó, và email cho anh nữa, text message, anh cũng không trả lời nữa. Cho nên tôi thấy cái ban này chết rồi, phải làm. Thành ra tôi và thầy Minh Tiến quyết định lập cái ban mới. Cũng có buổi họp của thầy Minh Tiến và cũng mọi người cũng bầu thì thành lập cái đó. Sau khi thành lập xong thì khác lắm. Tôi tính là nhờ chị Kim Chi để điều hành cái nhà bếp của chùa Bát Nhã, nơi mà có thể thu tiền được chùa Bát Nhã. Thì thầy Minh Tiến gọi anh hoãn lại hết mọi chuyện, nó không làm gì hết, mình chờ ngày nó lấy chùa lại không sao hết. Thì đó là thầy Minh Tiến, thì tôi cũng không biết nói làm sao nữa. Chị Kim Chi cũng sẵn sàng vô để sắp xếp lại, để điều hành lại thì cũng không được. Và ba người trong ba ban mới đó, thầy Thương Thiện thì thầy phải đi về Việt Nam, tại thầy đã mua vé máy bay rồi. Có ngày 6 hay ngày 5 gì tháng 3 đó, thầy tháng 4 được phải, thầy đi về Việt Nam. Còn hai cô còn lại thì cô về trước cô vô, mặc dù cô bị bãi gì nhưng mà cô vẫn còn ngang nguyên hành ngang trời hết. Cô đuổi hai cô ra khỏi chùa luôn. Hai cô bây giờ không có lộn xộn vô chùa là cô đuổi ra hai cô nguyên hành ngang trời. Cái đó là cái chuyện hư thiệt, coi như cái ban này không ai làm gì hết. Vâng, thì bởi vậy tôi cũng muốn hỏi rằng là có cái văn bản rõ ràng là có văn bản bãi nhiệm cô ấy và nói rằng là trong trường hợp gì thì ông là người đại diện. Thế nhưng trên thực tế hiện nay thì bà Hồi Chiếu vẫn đang ở trong chùa, còn ông thì họp báo lại không thể họp báo tại Bát Nhã mà lại họp báo chùa Dương Hoa, thế là thế nào? Thực ra thì tôi muốn họp báo chùa Bát Nhã cũng được, nhưng mà lý do chùa Dương Hoa là lần trước họp báo ở đây và thượng tọa Thắng Minh là người làm trưởng ban tổ chức lễ Phật đản, thầy trụ xứ ở đây, cho nên lần trước họp báo một lần quen rồi ở đây, cho nên lần này làm ở đây. Chứ nếu mà tôi họp báo tại chùa Bát Nhã thì không được, chứ không phải. Nhưng mà có một cái là tại sao bà Hồi Chiếu vẫn còn chùa Bát Nhã, nhớ là bà Hồi Chiếu gọi thầy Nguyễn Trí bằng câu luôn. Thứ này chỉ có hai cậu cháu đó thôi. Thành ra khi mà mình họp với thầy Nguyễn Trí thì mình nói thầy cũng nghe. Chị Kim Chi nói đưa giấy tờ ra thầy hiểu hết, anh Pháp Bùi cũng giải thích thầy hiểu hết. Nhưng mà khi chúng tôi đi thì cô Hồi Chiếu vô khóc lóc với thầy Nguyễn Trí, nó cũng không có làm gì hết, con không có lấy tiền, con không bao giờ bỏ tù thầy hết. Trước chánh điện con đã thề nguyện phát nguyện là con không bao giờ để cho thầy thiệt thòi, con hy sinh mọi thứ cho thầy. Thì thầy Trí là kể lại vậy, nó đã nói như vậy, nó đâu có làm vậy. Anh cứ nhung hết mọi việc cho tôi, để chờ, tôi chờ đó. Thì cho tới giờ này thầy vẫn nói như vậy, và cho tới giờ này cái ban mới cử cô cũng đuổi hết người. Thì cái đó là cái chuyện mà cái chuyện nó rất là trớ trêu. Thì bây giờ mình đã báo cáo cảnh sát, cái bộ phận điều tra cảnh sát Canada họ đang tiến hành, và bên viện liên hệ chờ kết quả của cảnh sát để họ mới giải quyết một công việc. Họ muốn tìm coi thế ai là người đã lấy tiền, ai là người đã bán chùa, ai là người đã dây tiền. Mình có quyền hỏi nhưng mà cô có quyền không trả lời. Có một lần cảnh sát, cái người điều tra, detective của cảnh sát Sarana có đến đó thì gặp cô nhưng mà họ đâu biết mặt cô. Cô ra cô lái xe cô đi luôn. Mấy người kia, mấy người trong chùa, sau đó họ có gọi tôi có tới, mấy người trong chùa nói cô đang lái xe Camry phải không? Camry màu nâu phải không? Tôi nói không, cô xe cô là xe khác, xe Ford màu trắng, tôi biết đó. Thì mọi người cũng có một số người theo cổ, thì họ lại giấu giúp cho cổ đi. Thì sau đó cổ có nhờ một người luật sư đại diện cho cổ để quay lại, nói lại với bên cảnh sát. Thì bên cảnh sát có nói tôi là có gì thì họ sẽ nói chuyện với người đó. Chưa biết công việc, điều tra như thế nào mà không biết được. Chuyện thưa đó. Chú, Ngọc Lan xin được có câu hỏi. Đó là nói về cái vai trò, cái trách nhiệm của những người ở trong ban điều hành của
chùa Bát Nhã. Bởi vì theo bylaw của chùa đó thì ở đây nói rất là rõ đó là cái hội đồng mà quản trị á, thì là 2 năm chọn lại một lần, nhưng mà cái nhiệm kỳ của người trụ trì President Apostle thì là lifetime, tức là suốt đời, đó là theo bylaw của chùa mà Ngọc Lan có ở đây. Như vậy thì cái chuyện mà từ trụ trì đầu tiên là thầy Thích Nguyên Trí, người trụ trì đó cũng theo bylaw là có quyền giống như là tự mình rút lui và đề cử một người khác trong điều kiện sức khỏe hoặc là bất kỳ cái gì mà do người đã đề cử. Thì ở trong cái trường hợp mà của từ thầy Thích Nguyên Trí qua sư cô Huệ Chiếu đó, thì lúc đầu là do giống như là nói thầy yếu, thầy bệnh, cho nên năm 2000, cuối năm 2021 mới chuyển qua cho sư cô Huệ Chiếu. Như vậy thì sư cô Huệ Chiếu là người trụ trì, và theo bylaw thì sư cô Huệ Chiếu sẽ là người làm suốt đời, không có ai bãi nhiệm hết, trừ khi nào cô nó rút lui. Đó là Ngọc Lan đang nói theo cái điều lệ của chùa. Nhưng mà sau đó thì sự việc xảy ra thì nói rằng là lại đến Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, lại là cái người ký cái giấy bãi nhiệm sư cô Huệ Chiếu. Thì Ngọc Lan thắc mắc là như vậy thì lúc đó Hòa Thượng Thích Nguyên Trí là trong vai trò gì để mà ký giấy bãi nhiệm một người trụ trì mà theo điều lệ của chính chùa Bát Nhã thì là phải là suốt đời, đó cái thứ nhất. Nhưng mà khi bãi nhiệm như thế rồi đó thì lại lập một cái hội đồng ban điều hành mới, đúng là ban điều hành mới, và nộp lên trên board. Như vậy thì khi mà lập ban điều hành mới, vậy thì cái tài chánh đó là ai nắm? Ví dụ như trước đây khi mà trụ trì Thích Nguyên Trí còn thì là tài chánh là ông nắm, ông là người ký check. Thì khi mà giao qua cho sư cô Huệ Chiếu, như vậy thì có phải là sư cô Huệ Chiếu là người nắm, đúng không ạ? Như vậy thì bây giờ nếu mà sư cô Huệ Chiếu bị bãi nhiệm thì tại sao cái đó lại không có một cái thủ tục bàn giao qua cho người khác? Rồi thêm nữa, đó là khi mà thành lập một ban điều hành mới mà lại không lấy được cái quyền là điều hành về tài chánh, như vậy thì ban điều hành mới được lập lên là để làm cái gì ạ? Cũng câu hỏi luôn là chú Huỳnh Tấn Lê thì trong cái phiên họp ngày 27 tháng 3 thì chú có nói là bây giờ là chú không có một cái nhiệm vụ gì ở trong chùa Bát Nhã, ngoại trừ chú là cùng với lại thầy Nguyên Trí là người sáng lập. Nhưng mà trong cái tờ mà trả lời cho cái trong cái đơn mà trả lời cho bên những người mà người ta mua chùa đó, người ta gửi một cái kiện về cái chuyện mà mời trục xuất những người trong chùa ra, thì cái người ký trả lời đó là chú Huỳnh Tấn Lê ký, và ở trong cái vai trò đó là director, tức là thành viên ở trong hội đồng quản trị. Thì cái thành viên này như vậy thì từ lúc nào thì chú trở thành thành viên của hội đồng quản trị, và là cái này có được qua một cái phiên bầu nào hay không? Tương tự như vậy thì trong cái đơn mà chú vừa mới nộp lên cho tên tòa để mà thứ nhất là kiện sư cô Huệ Nghiêm về cái chuyện là sư cô Huệ Nghiêm đã sang tên bán chùa, thứ hai là kiện cái bên mà mua chùa để giành lại cái quyền chủ quyền cho chùa đó, thì cái người mà đứng ký cái này cũng là chú Huỳnh Tấn Lê và cũng trong vai trò là director. Thì mong chú cho biết như vậy thì cái vai trò của trách nhiệm của những người trong này là sao? Cảm ơn chị. Chị thích mình chúng ta được chị hỏi hỏi dài quá, và tôi hy vọng rằng trả lời những cái gì tôi trả lời chị sẽ ghi lại dần cho đúng. Thứ nhất, tôi và thầy Nguyễn Trí là hai người trong ban sáng lập của chùa. Còn cái bài lo chúng tôi soạn cho thầy Nguyễn Trí là áp dụng cho một người đầu tiên thôi. Chúng ta có một tài liệu khác được ghi là lifetime chỉ áp dụng cho thầy Nguyễn Trí, chứ không áp dụng cho những người sau. Bằng chứng là khi cái giấy yêu cầu Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ tấn phong cho cô Huệ Chiếu làm trụ trì, thì có thêm một câu, một điều của chúng tôi yêu cầu nữa là nếu cô làm những gì sai trái, xin được giải nhiệm cô khỏi chức vụ này. Nếu cô làm những điều sai trái sẽ bị giải nhiệm khỏi chức vụ này. Thì lúc đó giáo hội đề cử, nhưng mà sau này khi yêu cầu giáo hội thì giáo hội nói thôi bây giờ đó chuyện riêng tư của chùa Bát Nhã, thầy Nguyễn Trí có thể ký với tư cách là viện chủ. Thì Nguyễn Trí là viện chủ, và trong cái ban đó thì mình chỉ còn có gồm có Hòa Thượng Nguyên Trí, có tôi, có Hòa Thượng Nguyên Siêu, có một anh nữa là Nguyễn Văn Long, nhưng mà nhiều năm khi tên tôi dùng lấy quán mang về đây tôi không bao giờ gặp ảnh lời được nữa. Cho nên chỉ còn thầy Nguyên Sư thì hỏi tại sao thầy có tên trong này, thì do đó coi như thầy không có tên thì chỉ mình tôi và thầy Nguyên Trí.
thì cái giấy mới vừa rồi tôi có đưa đó, thầy Minh Trí có ghi lại là nó ủy quyền cho tôi đã hoàn toàn cái chuyện để làm chuyện đó. Thì chúng tôi làm với tư cách là như những người đã sáng lập trong chùa, và nó thường những người trong cái ban mà chúng tôi cử ra đó, thường thường tôi có tài liệu để cử những người ra, như cử cô Hồ Chiếu lên director chẳng hạn, thì cô chỉ được quyền làm 2 năm, sau đó sẽ cử lại trong số những người đó, những cái trong danh sách mà chúng tôi có thì danh sách. Còn tôi thì tôi đã làm thư ký cho chùa Bát Nhã từ ngày mà chùa Bát Nhã được thành lập cho tới cái ngày mà họ sửa đổi tên tôi. Nhưng mà trên nguyên tắc thầy Nguyên Trí và tôi, thầy Nguyên Trí vẫn là viện chủ và chúng tôi vẫn luôn luôn điều hành mọi công việc của chùa. Như vậy là bây giờ là chú là người điều hành cái công việc của chùa? Dạ không, mà tôi thì theo như cái tờ giấy chú nói là thầy vừa đưa ra đó, thật ra chú điều hành cho nên chú mới là người ký hết cái hồ sơ. Thầy vừa ghi cái đó ra, khi đó gì cái đó tôi mới có ký những cái giấy tờ. Nhưng mà cho tới hôm nay thì vì lý do sức khỏe tôi xin từ chức hết tất cả, tôi không còn làm gì nữa, tôi không thể làm đảm nhận công việc gì nữa. Do đó chúng tôi muốn giao lại cho Phật tử, tôi Phật tử, tôi không thể tiếp tục công việc mà tôi đã làm. Do đó chúng tôi trình bày là hai việc mà đã làm. Việc thứ nhất là làm thế nào để khỏi eviction. Việc thứ hai là để kiện mà chị mới vừa trình bày đó, là kiện những người đã bán chùa bất hợp pháp và không thể lấy chùa được. Thì đó là hai vấn đề mà chúng tôi đã làm để mọi người có thể tiếp tục được. Còn tôi thì thôi, tôi nghĩ coi như là tôi không còn đủ sức để làm việc. Tôi sau như vậy là tôi giờ tôi nằm suốt ngày luôn, tôi không thể làm gì. Như vậy là chú là người ký hai cái này xong đọc xong rồi bây giờ chú nói là chú rút lui sẽ giao lại cho không, người khác mà đã tiếp làm tục từ cả tháng này, mà từ cả tháng, hai tháng nay tôi đã làm việc rất nhiều. Tại vì Ngọc Lan thấy là cái đơn mà chú vừa mới nộp lên đó là ngày 5 tháng 4, tức là cách đây mới có 5 ngày thôi. Cái đó là cái đơn thứ nhì sau. Dạ, sau đúng cái đơn, là đơn thứ nhì. Và trong đó thì người ta cũng đưa ra một cái thời hạn ước đoán rằng là sẽ giải quyết cái đơn này là ngày 21 tháng 10 của năm 2024. Nhưng mà nó vẫn không có clear được ở cái chỗ là một người bây giờ sư cô phải chiếu bị như vậy, nhưng mà cái quan trọng nhất là người ta không biết cái tài chánh đó, thì chắc là không có một cái chuyện nào là có thể bàn giao cái tài chánh đó, không một người nào có thể biết được cái chuyện đó. Không một người. Mời chị Kim Chi, người cũng đã làm việc tôi xin nhiều. Phép để trả lời dùm anh cũng có hơi để nói, tại vì anh vì đang sống rất là cao, ra vô nhà thương nhiều quá. Thưa chị, cái mà quan trọng nhất mà chúng tôi rất mong ước là lấy lại được chùa. Chỉ có những người ở trong board director hoặc là cái board nhỏ ở dưới như cô Huệ Chiếu về hai người kia, thì ba người đó đã có lỗi rồi, làm mất chùa rồi. Thì lý do ở đây mất chùa là vì cô Huệ Chiếu tham tiền. Thật sự ra chùa Bạc Nhạc đã pay off rồi, chỉ còn nợ 300 ngàn thôi. Nợ ông chủ trong cái giấy nợ của ông Trung Development đó có 300 ngàn thôi. 300 ngàn thì nó thêm, trong khi đó chùa có 300 ngàn cho tu viện đại bi cô Viên Chiếu mượn 300 ngàn. Thật sự ra là chùa pay off được mà lại đi chống mượn tiền, vì bên kia cũng cần phải trả nợ gốc, cho nên chùa đâm ra còn nợ 300. Cô Chiếu là một người tham tiền, cô Chiếu tự động lấy cái non-profit tiền của Phật tử đóng nhựa cúng dường để build lên, để xây dựng lên cái chùa. Cô Chiếu transfer từ cái title non-profit Bạc Nhạc non-profit qua cái title tên cô đi vay mượn một cái loan, nhưng mà người đã biết cái loan đó 1.7 triệu, tiền lời 11.75, mỗi tháng tiền lời không là 16.670 đồng, một năm là gần 200.000 đô la tiền lời. Tại sao cô phải đi mượn một cái loan mà tiền lời 200.000 đô la? Cô là người không đi làm, không có tiền ăn, không hiểu biết luật lệ ở Mỹ, mà tại sao đi làm một cái việc như vậy? Cô cố ý ăn cướp tiền của nhà băng luôn, cô mượn một cái loan, cô không trả tiền. Người ta gửi 10 cái thư tới chùa, niêm yết trước cửa chùa, nói trả nợ đi. Từ nợ từ 17.000 đô la tới 27.000 đô la tới 64.000 đô la, 63, 68.000 đô la. Ta niêm yết, ta đem đi đấu giá. Tháng 9, tháng 11 người ta đem đi đấu giá một lần, xong rồi dần nó trở về. Đến tháng 12 thì đấu giá là bán 3.670.000. Thì theo tôi nghĩ, cô lấy ra 1.700.000
cô trả tiền cho Trung Development là 300 ngàn, thì người ta mới reconvince là cái nợ đó coi như là nhà là chùa free and clear, thì họ mới cho cô mượn cái nợ kế tiếp là 1.7 triệu. Vì thấy rõ chùa không có nợ thì người ta mới cho cô mượn tiền 1.7 triệu, tại vì người ta nhìn thấy ta bấm vô là ta thấy chùa rồi, một cái cơ sở rất là lớn, cái chùa đó trị giá cũng phải 5-6 triệu đô la easy, mà người ta cho cô mượn một cái harmony loan 1.7 triệu, không credit, không equity, không gì hết. Tại sao như vậy? Tại vì người ta thấy cái chùa có equity, thì cái người harmony loan đó ta cho cô mượn. Nhưng mà tôi không biết some reason có người nào giúp cô để làm một chuyện đồng trời như vậy. Cho tới ngày hôm nay chùa mất, cô làm một chuyện là criminal, cô ăn cắp cái tài sản của bà Tấn, của đồng bào Phật tử. Bây giờ mình phải đi sue cô để lấy lại. Khi mình sue cô, mình người phải có luật sư hai bên để chuyện với nhau, người ta đem cô ra rồi người ta mới hoạt được. Bây giờ như tôi với anh Lê và anh Phạm Bùi với thầy hoạt cô rất nhiều lần, cô chỉ khóc và cô nói là oan cô quá. Tôi còn nói với cô đừng khóc, Phật sự ngoài kia khóc kìa, mất chùa. Cô làm một chuyện đồng trời, cô không nghĩ tới Đức Phật mình sẽ đúng Đức Phật mình đi đâu. Nhất là những cái cốt, cái linh ở chùa, bây giờ làm sao đây? Cô không nghĩ tới ai hết, cô không nghĩ tới thầy, cô không nghĩ tới cầu chùa cô đang đau, không biết mất lúc nào. Tôi có hỏi cô câu đó, cô không trả lời, cô chỉ khóc thôi. Cô nắm tay thầy, cô khóc thôi. Tôi nói cô đừng khóc, tại vì cô làm một cái chuyện mà cô không nghĩ là cái tai hại tới mức nào. Bây giờ mất chùa, tiền đâu ra mà mua chùa, để cho Phật tử phải đóng thêm tiền nữa hay sao? Đó là cái lý do mà cô lấy ra 1.7 triệu, trả bên kia 300, còn 1.4 triệu. 1.4 triệu sau khi người ta đấu giá, may mắn là anh Khanh Đào mua, thì 3.6 triệu trừ đi cái số nợ của cô không trả bao nhiêu, là có thể là cô không trả gần 1 năm, thì người ta add up từ 1.7 triệu cộng thêm những cái tiền phí đi đấu giá, cộng thêm những cái tiền phí cô nợ không trả từng lời, thì nó end up lên tới hơn 2 triệu. 2.3 triệu. Người ta bán 3.6 triệu, ta lấy 2.3 triệu ra, thì còn lại bao nhiêu là người ta bỏ một trong thực trust account để trả lại cho cô. Tất nhiên cô lấy ra 1.3 triệu và bên kia còn lại estimate khoảng 1.3 triệu, nợ là khoảng 1.7 triệu và 1.3 triệu là khoảng 3 triệu. 3 triệu cô trừ đi 300 ngàn trả cho Trung Development thì cô còn được 2.7 triệu. Tới ngay giây phút này cô phải giữ 2.7 triệu đô la, nhưng mà cô nói oan cô quá, cô không có tiền, cô không trả lời cho mình biết, đến khi phải cách chức cô là vì một người đã làm mất cái chùa, rồi có bầu cử, có họp để mà đưa 3 người mới lên, đưa 3 người mới lên, cô không chịu hợp tác, cô không chịu giao gì hết, cô vẫn làm chủ chùa và cô vẫn hoành vẻ người ta, và cô vẫn đuổi những cô sư cô khác đi. Đó là những cái điều mà mình không thể giải quyết với cô được. Cô không hợp tác với mình, cô không nói chuyện với mình. Mỗi lần mình tới chùa, cô đều trộn hết. Trong tôi tóm tắt lại cái phần đó, nhưng mà vẫn ở xoay quanh cái chuyện mà bây giờ một người giữ cái account, bây giờ cái tài chính của chùa, cái đó là cái quan trọng nhất. Bây giờ muốn biết là chùa còn tiền bao nhiêu, thì cái tài chính đó là bây giờ như nói là cô Huệ Chiếu là người nắm giữ, đúng không ạ? Cô là người tiến chất đó. Tại giấy phút này chùa còn 300 ngàn cho bên tu viện Đại Bi mượn. Dạ, rồi nhưng mà bây giờ khi mà không ai giữ tiền lấy tiền được hết, chỉ có chịu giữ tiền thôi. Cô chịu thâu tiền vẫn tự nhiên an nhiên tự tại thâu tiền ở chùa, tại vì cô là cháu của thầy, ai cũng nể cũng sợ như vậy. Cô vẫn buộc những người mà không nghe lời cô. Như vậy thì tức là không thể nào, ví dụ như báo qua đêm cảnh sát hay bên tòa để mà cái chuyện một người chiếm giữ cái tài khoản của chùa
cái hạt thau của chùa, mà thay vì cái đó phải là cái bàn điều hành mới là giữ, đúng. Thì ngay cái chỗ đó là cái chỗ chính thì không ai làm gì hết, mà bây giờ chỉ nói rằng là đó là vị cháu của thầy, cho nên là không ai làm gì. Như vậy thì quay đi quẩn lại, như vậy là chùa này là của thầy và của cô chứ không phải của mình nữa. Đó, đó là cái điều mà chị nghĩ. Chắc là quý vị cho chúng tôi cái ý nghĩa cái buổi họp báo á, tại đây nhiều có nhiều cơ quan đây cho phải buổi nói chuyện tay đôi dự báo người Việt với quý vị. Yeah, let's bring up the question and then answer and we have to wait for a little while. Thế thì chúng tôi có thì giờ để làm việc nữa. Chị cứ phải hỏi. Yeah. Tôi xin clarify điều này là cái trương mục của chùa Bạch Nhãn, cái trương mục của chùa Bạch Nhãn thì mình trước như tư cách là viện chủ có quyền có quyền vô đó để coi. Tuy nhiên có hai cái trương mục mà cô Hoài Chiếu ký giấy ký một cái set 1,000 đồng cho một người sư cô mới tới đây để xin ở lại Mỹ, xin green card thì check bị bao, tức là trương mục đó có dưới 1,000 đồng rồi. Một trương mục nữa ký xét cho một người 435 đồng để làm I-360 một giai đoạn trong cái diễn trình làm thể xanh cũng bị bao luôn, và cô đã mở trương mục khác và chắc chắn cô phải mở trương mục khác, tôi đoán thôi. Nhưng mà cái đó là cái người có quyền là ở cơ quan biện lý Orange County, họ nói khi tới lượt họ, họ sẽ xét liền, họ mới là người hỏi cô tiền ở đâu, họ mới là người làm money trail, mình không có quyền làm chuyện đó. Yeah. Nhưng mà quý vị, cô Ngọc Lan, cô cũng có câu hỏi là cái vấn đề hiện nay ai điều hành cái quyền hành ở đâu, và quý vị có sử dụng cái quyền hành của quý vị để làm điều gì? Tại tôi thấy cô Ngọc Lan có hỏi điều đó, quý vị chưa trả lời. Không có, bây giờ là do cô Hoài Chiếu điều hành và thầy Nguyễn Trí chỉ huy. Dạ, thì đây là chỉ tóm lại, bây giờ chúng tôi có câu hỏi hiện nay là tất cả những người điều hành ở chùa Bát Nhã là do thầy Nguyễn Trí và cô Hoài Chiếu. Dạ. Đó là lời của ông trình bày như vậy. Dạ. Thế ông có nghĩ ông là một trong những thành phần của cái gọi là cái director board hay không? Tôi, đó là lý do mà tôi muốn họp báo hôm nay, cho tôi từ bỏ, tôi không có làm việc gì nữa. Tại là việc nó khó khăn quá, làm việc nó không dễ. Thầy Trí được ký cái giấy, cái thơ mới vừa rồi, có một cái thơ mà thầy Trí được giao lại cho tôi. Yeah. Nhưng mà rồi cuối cùng, sau khi chúng tôi đến họp, tôi và chị Kim Chi đến đó họp để nói chuyện, thì thầy Trí nghe, đây là sự thật. Tôi luôn luôn nói thầy tất cả những gì người ta đồn bên ngoài, tất cả những gì YouTube tôi nói bên ngoài đó là sự thật, thì nhớ giùm con. Nhưng khi tôi về ông nói nó không có làm gì hết, thôi mấy anh hoãn lại đừng làm nữa, đừng làm gì hết. Thì cái đó là cái khó khăn mà tôi không thể nào làm việc được, tôi không thể nào đứng trước cái này làm việc được, và tôi suy nghĩ thì thôi. Tôi thấy ở trong cái đơn kiện có tên của bà Hoài Chiếu cũng như là một người khác là Tiffany Phạm. Lý do gì có những người khác ngoài bà Hoài Chiếu trong cái đơn kiện thưa ông? Dạ, thưa cho tôi trả lời câu đó. Dạ, vâng. Hiện giờ chùa có 3 cái lawsuit. 3 cái lawsuit là vì 2 đứa bé mà chưa settle đó, settle 350,000 đó, 2 đứa bé nó đi sue lại Tiffany Phạm và sue lại tên bà Hoài Chiếu luôn. Trong đó có một cái lawsuit thứ hai là 2 người giấu tên lawsuit sue thầy Ngân Trị. Và cái lawsuit thứ ba là cái Dục Nguyện và thầy Ngân Trị. Thì hiện giờ thầy Ngân Trị có 3 cái lawsuit. Đây. Cái của mình mà. Cái lawsuit của mình là khác, cái lawsuit của mình là sue của cô Ngân. Đây tôi không có in ra nhưng mà đây là 3 cái lawsuit hiện giờ thầy Ngân Trị có. Đây là cái lawsuit mà người ta kiện cả Tiffany này. Ba cái lawsuit. Lý do mà anh Lê phải buông chúng tôi rất là đau khổ. Và vì cứ nói chuyện với anh Lê, nói chuyện Bùi Phạt, ba để tôi với anh Bùi Phạt volunteer để assistant cho anh Lê. Mà anh Lê đau nặng quá, ra vô mình nhà thương rất nhiều. Tôi cũng già rồi, cũng nhiều bệnh. Thì bây giờ mình cố gắng giúp chùa. Nhưng mà thầy Nguyễn Trị nói những câu rất là bất nhập. Thầy là sư phụ tôi xin lỗi, A Di Đà Phật, phải nói là vì cô ấy Lê hỏi nói là đừng làm gì hết để cho cô Chiếu handle. Tôi có hỏi luật sư một câu, nếu mà chúng tôi không sue cô Chiếu để lấy lại chùa thì cô Chiếu đi mượn luật sư, cô Chiếu có khả năng bao nhiêu phần trăm để lấy lại chùa?
ông luật sư gọi là never. Một người đã làm mất chùa rồi, không cách gì lấy lại được chùa, unless có tiền để mua lại thôi. Thì vì vậy chúng tôi rất cố gắng để mà làm công việc này. Tuy là không có tiền để đi đóng tiền cho luật sư retainer, ông luật sư rất tốt, làm phí cho chùa để lấy lại cái chùa. Chỉ đóng 10.000 đô la cho tiền tòa mỗi lần nộp hồ sơ, chỉ có vậy thôi. Mà ông luật sư nói là phải nhờ anh này, bây giờ anh này đau ổn, thầy nguyên trị gọi anh mỗi ngày, nói không nên làm, để cho ông chịu lo. Nhưng mà thầy đâu có hiểu là cô chịu không có khả năng, không có một cái tư cách pháp lý nào để mà lấy lại chùa. Không những thế, thầy còn gọi là gọi cô Huệ An, những hai cái sư cô đó, gọi hai sư cô đó và nói rằng cấm tuyệt đối không chỉ giấy tờ gì về chủ lễ hết. Mà sư cô đọc text cho tôi biết, đây là cái text của sư cô, mình nói cái gì đều có cái bằng chứng cái đó. Để quý vị thấy là những cái công việc chúng tôi làm rất là máu ướt để lấy lại chùa, mà lấy lại free. Tại vì mình mất là vì ăn cắp, nhưng mà đây là mình không có duyên nữa thôi, hết duyên với chùa rồi. Cái câu hỏi tôi muốn hỏi mà chưa thấy trả lời đó là chùa Bát Nhã Meditation Institute là kiện bà Huệ Nghiêm cũng như là bà Tiffany Phạm. Thì bà Tiffany Phạm thì kiện bà ấy về cái về gì ạ? Không, bà người ta kiện thầy Nguyên Trí về cái vụ này là và có kể cả bà Tiffany Phạm nữa. Có. Luật sư có nói là kiện bà Tiffany Phạm là để chấm dứt cái chuyện làm eviction. Vì đó là fraudulent. Vì đó là việc mua bán gian lận trước đó đã xảy ra. Và bà đừng tìm cách để làm chủ nhà cái ngôi chùa này. Không có làm eviction cho chùa này. Đó là hai cái. Vì tòa nó quy định, tòa án eviction, tòa án trục xuất đó, nói rằng khi nào anh có bản án kia, tôi sẽ cancel cái này vĩnh viễn. Tôi sẽ cancel cái vụ eviction của họ. Thì đó là cái sự liên hệ như vậy. Tức là khi mà Tiffany vì lý do thứ nhất là xin lệnh trục xuất, thứ hai là xin làm chủ chùa. Thưa xin hỏi ông là khi cái đơn kiện của ông đến tòa để xin là không có eviction theo như những cái gì mà bà Tiffany Phạm đã đề ra trước đây vào ngày 5 tháng 1. Thế bây giờ cái lý do sức khỏe của ông không còn nữa, ông không hoạt động trong cái ban nữa, thì cái đơn thư kiện lại như vậy nó có hiệu quả hay không? Hiệu quả nếu mà tất cả Phật tử chùa Bát Nhã học lại để cử một người đại diện để đi làm chuyện đó. Cảm ơn. Đó là người luật sư mà muốn như vậy. Thưa ông, sư cô Huệ Chiếu là một trong những cái có nhiều những cái có thể họp báo chung một ngày nào được thưa ông? Mình có thể mời cô sư cô Huệ Chiếu được không ạ? Thưa ông, chúng tôi mời nhiều lần, năm nào họp ở tại chùa cũng đều mời hết mà cô không có tới. Thậm chí có đêm cô đã không tới rồi mà cô còn họp với nhóm của những người cô có nữa. Tổ chức buổi họp cùng một lúc như vậy. Dạ. Không có muốn, cô không muốn. Dạ, tại có thấy chuyện. Có thấy cô là cô ở bên chùa đó, cô nhưng mà nói chuyện ai chỉ có nói một câu là chùa không làm cái gì sai hết, cô cũng không có làm gì sai hết, đừng có bắt cô phải làm cái này. Dạ, cảm ơn ông. Tôi nhớ đâu đó, đọc ở đâu đó là hay là nghe đâu đó là các vị nói là cảm ơn là gia đình ông Mai Phổ Đào hoặc là gia đình bác sĩ Bà Cơ Đào hoặc là gia đình ông Khanh đã mua vị như vậy thì chưa có bị mất chùa gì vân vân đó. Nhưng mà bà Tiffany lại chính là vợ của ông Khanh, là người mua cái chùa đó, thì lại nằm ở trong cái đơn bị kiện của quý vị. Cái điều đó có bị đối chọi không ạ? Tên bà đến thì hai chùa. Dạ vâng. Nhưng mà phải làm gì? Nhưng mà họ để vậy thôi chứ đâu có xu được người ta. Người ta đâu có làm gì sai đó. Dạ, như vậy thì vẫn là quay lại ban điều hành chùa có, như vậy thì hội đồng quản trị chùa có không ạ? Tôi nghĩ là hội đồng quản trị không có, ban điều hành không có. Không có, có nghĩa là giờ không có. Lý do là thứ nhất, cái ban điều hành của cô Huệ Chiếu đã bị thay thế rồi. Dạ, cái ban điều hành mới, cô Huệ Chiếu đã đuổi rồi, đuổi hết hai người. Một người đi về Việt Nam cũng chưa đuổi được.
tại ở Việt Nam, hai người ở bên đây mà dạ, thầy về rồi, rồi thầy về rồi rồi thầy về lại thì cô đuổi hai người đó rồi ra khỏi chùa luôn, không được ở trong chùa nữa. Và còn cái ban thường thường hồi xưa giờ thường hay nói là chúng tôi trong cái ban gọi là giống như ban quản trị, nhưng mà giống như là người mà founder, những người thành lập trong chùa, tôi và thầy Nguyễn Trí và thầy Nguyễn Sư đã quyết định mọi việc. Nhưng bây giờ thầy Nguyễn Sư có hỏi là tại sao tên của thầy có trong đó, thành ra coi như thầy không còn ở trong đó. Thì tôi với thầy Nguyễn Trí luôn luôn hợp lại để giải quyết mọi công việc, là vấn đề như vậy. Thì như vậy là nói, bây giờ là chú Lê là người sẽ giải quyết mọi công việc của chùa. Dạ, thì hôm nay chúng tôi xin từ bỏ hết, tôi không làm, ngoài khả năng tôi không làm gì được nữa. Dạ, thì đó là lý do. Chắc xin hỏi cô Kim Chi, tại vì á, cái câu trả lời của chú Lê nó rất là lòng vòng, khiến hồi nãy giờ không có ra được cái câu trả lời. Lý do là chú đưa cái tờ giấy của thầy Thích Nguyên Trí, trong này ghi là ngày 27 tháng 2. Cái đó là mỗi tháng trước rồi. Dạ đúng rồi, thì chú nói là trong này là giao cái quyền điều hành lại cho chú, mà chú không có muốn nhận gì nữa hết. Bây giờ là tôi cho tới hôm nay, dạ. Từ hôm nay tôi không muốn nhận gì nữa. Ồ, cho đến hôm nay chú không nhận. Tôi bị bệnh tôi không nhận nữa, chứ hồi trước là tôi đã nhận và đã làm trong. Dạ chú nhận, nhưng mà hôm 27 tháng 3 thật thì chú nói tôi không có một giữ một nhiệm vụ gì hết trong chùa. Phải mấy anh đi giữ, mấy anh nghe như vậy tôi bảo. Hôm bữa 27 tháng 3 khi mà hỏi về vai trò thì chú nói là tôi chỉ là cái người cùng với lại thầy Thích Nguyên Trí là người founder. Dạ, tại vì Ngọc Lan thấy ở đây ví dụ như nói không có ban quản trị, không có hội đồng quản trị, nhưng mà tại vì trong hai cái đơn kiện mới nhất, trong cái đơn kiện mới nhất của chùa đó thì là chú là người đứng tên và chú đứng tên trong vai trò là director. Thì đó muốn thấy là nếu mà chú là director thì chú phải là cái người chịu trách nhiệm với việc của chùa. Director tức là người, yeah. Những người đã sáng lập. Người luật sư nói là những người founder là những người director trong chùa. Nói gì nhưng mà tôi đã làm cái đó không một tuần trước và bây giờ mỗi ngày sức khỏe nó càng tệ hơn nữa. Tôi quá mệt mỏi. Tôi xin có ý kiến, tất cả những ý kiến đó đều tốt cả. Tất cả những người trình bày hay là thắc mắc cũng là một cái thiết tâm. Nhưng mà tôi thấy cho đến bây giờ nó cứ lòng vòng. Bây giờ cái mục đích hôm nay của ông Chính Lê họ báo là có phải là ba điều. Thứ nhất là không liên hệ gì tới chùa Văn Trang nữa. Thứ hai là không trách nhiệm gì tới chùa Văn Trang nữa. Thứ ba không có quyền hành gì đối với chùa Văn Trang nữa. Có đúng như vậy không? Dạ đúng như vậy. Nhưng tôi sẽ theo dõi những công việc hàng ngày. Nếu sức khỏe tôi tốt, tôi sẽ tiếp tục với anh em để làm thế nào để giữ lại được cho bản nhà. Vậy bây giờ thì coi như là em đầu mối, gần như đầu mối sau cùng của truyền thông hoặc là mọi người là ông. Bây giờ ông từng chuyện luôn là coi như là cái vụ cho bản nhà. Chúng tôi phải đi tìm ai nữa. Chị Kim Chi chùa bản nhà bây giờ bỏ tay. Là vì thầy Nguyên Thị không chịu cho phép mình làm. Bây giờ anh làm gì? Anh tên thầy Nguyên Trí. Thầy không chịu xu chậu thầy thì làm sao mà nó ra mình gỡ được cái mũi đó. Như vậy là vấn đề là ông từ bỏ nghĩ cái công việc này là ông không có cách nào giải quyết được hay sao? Cái sức khỏe ông không cho phép. Tôi bệnh quá bên cạnh cái bệnh của tôi. Có những cái mà thầy Nguyễn Trí thay đổi ý kiến, như dụ tôi không thể nào làm việc được hết, một người bệnh không thể làm việc được hết. Nhưng mà ví dụ như cô Kim Chi là một Phật tử của chùa, và trong cái việc mà cô làm những cái công việc từ lúc mà cô biết cái chùa bị bán vân vân, thì cô vẫn có đầy đủ cái quyền giữa những người Phật tử, bởi vì chùa đó là chùa của chung, chùa hội, thì cô vẫn có thể cùng với mọi người để mà đứng ra đi kiện những vụ này, thì cô vẫn có thể làm được, đúng không ạ? Chứ đâu cần phải đến chú Lê. Đúng. Thì đã nói đó là chùa hội, ngay cả chính bản thân cô cũng nói là đây là chùa hội, mà là cái nào cũng lại chỉ trông chờ vào là thầy Thích Nguyên Trí, đúng không? Thì cái điều đó nó không có đúng. Tôi thật sự phải nói ở đây là theo thể của tôi không có nào đúng, có nào sai. Khi quyết định người này đúng cứ quyết người này sẽ sai, tôi thể nghĩ là vấn đề đó còn cái chủ quan. Tại vì vấn đề này nó có nhiều uẩn khúc lắm, mình không thể kết luận người nào đúng người nào sai cả, chỉ có người trong cuộc người ta có vấn đề. Vấn đề hôm nay phải chủ tâm chính, mà vấn đề hôm nay là ông Huỳnh Tiến Lê ông tuyên bố ba điều. Thứ nhất là không liên quan được đến chùa Bạt Nha, đúng không ạ? Thứ hai là không có trách nhiệm gì đối với chùa Bạt Nha, đúng không ạ? Thứ ba là không có quyền hành gì với chùa Bạt Nha.
ai muốn thắc mắc thì chùa Bạch Ngạn đến chùa Bạch Ngạn, đúng không ạ? Dạ. Thế là xong. Nhưng mà thế thì cái đơn kiện thưa quý vị, cái đơn kiện đứng tên là chùa Bát Nhã Meditation Institute, thế thì ai là cái người đứng đằng sau cái việc này? Đề nghị là Phật tử chùa Bát Nhã sẽ hợp lại để đề cử một người để tiếp tục. Còn cái người mà nộp đơn này phải có người chứ ạ? Dạ có người. Đã đăng ký ở là ông đó rồi. Là xong bây rồi. Giờ thì ông đã có những đường sau thì đăng ông đọc đơn đã đăng ký xong hết rồi. Đăng ký từ thứ 6 tuần trước đã xong hết rồi. Vâng, kính thưa Hòa Thượng, kính thưa ông Huỳnh Tân Lê với cô đại diện cho một trong những người Phật tử của chùa Bát Nhã. Hôm nay chúng tôi muốn quý vị cho tất cả những đồng hương ở đây cũng giống như những người quan tâm đến chùa Bát Nhã biết việc tất cả những sự kiện đã đang và sẽ xảy đến chùa Bát Nhã. Ông Huỳnh Tân Lê hôm nay ông có thể cho chúng tôi mọi người biết một cách rất ngắn gọn. Ông từ chức không tham gia hoạt động về tất cả những sự kiện liên quan đến vấn đề chùa Bát Nhã, có phải vì lý do sức khỏe của ông hay không? Yes or no? Dạ, cứ ngồi lên. Tôi nói anh là hoàn toàn yes, tôi đi ra sức khỏe, thì nếu mà luôn mạnh là sự chiến đấu tới cùng. Như vậy thì ngày 16 tháng 4 này đó là ai sẽ đại diện chùa đi ra giữ cái phiên tòa mà trục xuất ạ? Người luật sư tôi không biết nữa, thì có thể người luật sư và chỉ tôi câu sâu này. Cái lời cuối cùng chúng tôi muốn nói là tôi yêu cầu tất cả những Phật tử chùa Bát Nhã, những người có lòng với chùa Bát Nhã, những người có quan tâm đến chùa Bát Nhã sẽ tổ chức một buổi họp chiều nay hoặc là ngày mai để đề cử một hai người đại diện cho mình tiếp tục việc này nếu quý vị muốn giữ chùa. Đó là cái mà lời của tôi muốn như vậy. Và dĩ nhiên tôi, cá nhân tôi trong lúc bình hoàng tôi vẫn theo dõi, và sau này nếu tôi khỏe tôi sẽ cộng tác. Dạ, cho mở là trong cái ngày 27 tháng 3 cũng tại chỗ này, và ông nói rằng bằng một cách, bằng mọi giá ông sẽ bằng cái tàu đó đấu tranh tới cùng để mà giữ lại chùa Bát Nhã, cho dù thầy Nguyên Trí có không chịu thưa sư cô vị chiếu luôn, ông cũng sẽ làm điều đó. Em cũng đã confirm điều này ở đây. Tuy nhiên thì ngày hôm nay là ông nói rằng ông sẽ ngừng mọi thứ. Như vậy thì ngay cái ngày 27 tháng 3 ông nói rằng là với tư cách của người founder và ông có cái stand để mà ông đứng, ông kiện lại sư cô vị chiếu. Và bây giờ thì ông kêu gọi những người Phật tử, thì đối với những người Phật tử có chùa nhiều lắm thì ai là người có cái stand để có thể đứng giống nhau ạ? Ngày 27 tháng 3 tôi kêu gọi, tại vì tôi lúc đó tôi sức khỏe tôi nói mỗi ngày tôi, khi nãy tôi có nói rằng mỗi ngày sức khỏe tôi nổi bớt hơn, cho nên tôi sẵn sàng làm. Tới bây giờ tôi nói là nếu tôi khỏe tôi cũng sẽ tiếp tục, do đó tôi đã làm những đơn kiện tiếp theo. Anh biết tiếp theo tôi có nộp cái đơn để register cái mà anh Vũ Hồng Lâm mới vừa trình bày đó, kiện những người đó. Đó là cái mà mới làm sau này, mà trước đây mình đã làm rồi nhưng mà họ đề nghị mình kiện những cơ quan này mới đúng, thành người luật sư đã làm lại. Nhưng mà về vấn đề về pháp lý đó thưa ông, thì những người Phật tử theo như ông vừa kêu gọi thì những người đó với điều kiện như thế nào mới approve được cái vai trò giống như ông ạ? Tùy buổi họp, chắc cái buổi họp họ có thể buổi họp, và đây là những người Phật tử của chùa Bát Nhã đứng lên họ có quyền làm chứ. Xin hỏi là trước khi mà ông quyết định là rời cái vai trò này vì sức khỏe hay là gì đó, ông có đã có thực sự có trao đổi với lại những người Phật tử khác để tối thiểu là giao lại cái vai trò chuyển tiếp đó cho họ hay không? Mà hay là bây giờ ông ngưng một cái rồi, bây giờ ai sẽ là người đứng ra? Tôi có bàn với chị Chi, tôi có bàn với anh Pháp Bùi, tôi có bàn với một số người. Nhưng mà ai cũng nói nếu anh tiếp tục anh sẽ chết, và sự hy sinh của anh nó không nghĩa lý gì hết. Không ai, gia đình anh thiệt thòi thôi. Xin phép ông Huỳnh Tấn Lê có thể làm rõ những cái tin tiết này đó, là cuộc họp đó là họp ban quản trị hay là họp các member của chùa Bát Nhã? Và hồi trước tới giờ thì chùa Bát Nhã có những cái đại hội gọi là đại hội của các cổ đông hay là những cái member không? Không bao giờ. Và như vậy thì bây giờ tiến hành là tiến hành như thế nào, có thể nói rõ một chút ạ? Tiến hành là mình kêu gọi tất cả Phật tử tới ngay chùa Bát Nhã để mình họp, và buổi họp như vậy mình có thể ghi tên mọi người. Vâng, thì đang hỏi cái câu đó thưa ông. Tôi trả lời anh là trước giờ chùa Bát Nhã không có cái ban gì hết trơn, không có ban để họp hay cổ đông gì hết trơn, chỉ có mình tôi với thầy đứng ra để làm, và mời một số người, có mời khoảng 15 những người mà đang, những thầy cô đang làm việc tại chùa Bát Nhã để vô trong một cái ban, để cứ mỗi 2 năm một lần mình mời họ ra làm trụ trì mỗi năm vào những chức vụ trong cái ban điều hành để gửi lên tiểu ban. Thì
có mười mấy người đó, nhưng mà thỉnh thoảng người này cũng đi lập chùa, người mới đi tiếng Anh khác, thì họ luôn chuyển hoài. Như bây giờ nó có 16 người mà vừa rồi tụi tôi mời họp chỉ còn có 5-6 người, chỉ còn có 5-6 người. Bởi vì được biết rằng chùa Bát Nhã cái quyền tối thượng đó là do ban quản trị, và trực tiếp cá nhân đó là ông thầy Thích Nguyên Trí. Và đến ngày hôm nay thì cái ban quản trị có triệu tập cuộc họp hay không, hay là có triệu tập những cái người mà có đóng góp cho chùa Bát Nhã, với cái định nghĩa của luật pháp Hoa Kỳ là một cái member đó, thì có khi họ đại diện cho một số thì có thể là triệu tập được, và để mà đứng đơn kiện mới gọi là hợp pháp của Hoa Kỳ. Chứ bây giờ mà những người phá rơ bên ngoài họ tự nhận họ là, hoặc là một cái người đó không rõ ràng, không liên quan tới cái nguồn gốc của chùa Bát Nhã, thì người đó nhận vơ là Phật tử thì nó sẽ rất là xúc phạm đối với Phật giáo, đúng không? Ở trong chùa, đối với những trong chùa, những người đã đóng góp rất nhiều họ đều biết tên nhau hết. Những người đóng góp 50.000 đều biết nhau hết trơn. Thì khi họ tới họp là họ biết những người đó. Thí dụ như những người mới nhất là Lê Hiệp chẳng hạn, cúng dường hơn 150.000 để lo tượng Bồ Tát Quan Âm, cúng dường hơn 100.000 để lo cái cổng chào chẳng hạn. Rồi nhiều người lắm, những người cúng dường nhiều trong chùa Bát Nhã đều có tên hết, tên tuổi. Thành ra cái đó là họ sẽ hợp lại thành một cái ban để cứu một người đại diện. Còn vấn đề bây giờ đó, anh tôi biết anh Văn Do, nhưng nó không có ban quản trị, nó không có ban dạy, ban điều hành mới cô Huệ Chiếu dẹp luôn rồi, cô Huệ Chiếu dẹp rồi, còn ban điều hành cũ chính cô Huệ Chiếu cũng giải nhiệm rồi, thành ra mình không còn cái gì. Và xin hỏi là cái vấn đề này tôi nghĩ rất là nhiều người quan tâm về cái vấn đề cho cốt. Trong những lần trước tôi tới thì chính cái người mà lo cái chuyện mà dọn dẹp bọn nó không có gì phải lo cả, và nhiều phật tử khác vì vậy. Nhưng mà những cái thông tin mà hai vị đưa ra ngày hôm nay đây có lẽ là phải là lo. Cho nên hai vị nếu có cái lời khuyên nào đối với những người có gia đình mà có cái cho cốt đó, thì quý vị nên khuyên họ là như thế nào? Cứ tiếp tục để như vậy hay là nên chuẩn bị mang về ở nơi khác là vừa? Quý vị xin nói cách rất là hết sức là thật lòng với họ. Thực sự bây giờ tôi nghĩ rằng là cũng chưa đến lúc mà phải lo, là vì tôi thấy chị Ngọc Lan có một cái YouTube và một lần nói là cái ông chủ mới ông cho mình rent có $67 một ngày hả, thì quá rẻ, thì chùa cứ tiếp tục mà mướn thôi. Dạ, cái đó là ở trong cái đơn nợ của bên mà mua chùa đó, thì họ đề nghị là bên này phải đi ra sau 90 ngày, thì cái thời điểm 90 ngày là 3 ngày đối với cô sư cô chứ, và 90 ngày đối với những người còn lại. Thì nếu như không ra thì họ đề nghị là cái tiền phạt sẽ là 66 đồng mấy chục sen đó. Thì thật sự đọc cái đó Ngọc Lan cũng hơi ngạc nhiên là không biết có đưa ra cái rate lộn không, hay là đến khi tới thời điểm 90 ngày thì bây giờ vẫn đang chờ đến ngày 16 tây thì họ có một cái thay đổi gì không về cái chuyện đó. Ngọc Lan chưa biết, tại vì chú Lê thì nói là chú ký mấy cái đơn này, bây giờ chú nói người 16 tây tháng 4 tới đây là cái phiên tòa mà xử về cái chuyện mà trục xuất ra, nhưng mà không biết là ai đại diện của bên chùa sẽ đi dự cái phiên tòa này. Rồi ví dụ như bây giờ trong thời gian mà chưa có ra đó, là cái tiền đó phải trả đó, tính từ ngày 12 tây tháng 1 thì cái tiền đó ai trả? Bây giờ cái tiền của chùa chi phí bình thường là ai chi phí, vân vân, nó nhiều cái, cho nên chị muốn hỏi là ai là người điều khiển tại chùa. Bây giờ tôi trả lời là cô Huệ Chiếu. Ai là người chi quy thì Nguyên Trí, tức là những người đó họ sẽ trả tiền. Tôi nghĩ ông ngồi xuống thì nhờ ông. Vâng, thưa ông, chúng tôi muốn hỏi thêm đó là hồi nãy ông có nói là để ra những người giống như anh Hiệp hay những người mà đóng những cái tịnh tài rất là lớn cho chùa đó, thì có cái tư cách để mà gom lại. Mà thật ra thì những người đó họ cúng dường hay là họ muốn xây dựng tôn tạo nên một cái cơ sở Phật tử thì họ chỉ biết lắm tiền thôi. Còn họ tin tưởng là những cái lời kêu gọi của Thầy Thích Minh Trí, hoặc trước đây là ông, hay là nguyên một cái ekip mà người ta sẽ tạo dựng từ một cái chùa từ ở bên đường West rồi sau đó qua Sullivan rồi đến cái chùa rất là khang trang như hiện nay. Thì cái việc mà họ tin tưởng, họ giao, họ không có cái khả năng để quản lý, theo chúng tôi nghĩ là như vậy, không có khả năng điều hành. Nếu mà điều hành người ta đã lập trong cái tự viện riêng rồi. Cho nên là bây giờ nếu mình xô sắp lại cho những Phật tử, những người mặc dù có đóng góp hàng trăm ngàn đi nữa, thì lấy cái cơ sở nào để mà tin tưởng được rằng những người đó có thể điều hành tốt, hoặc là giành lấy những cái quyền lợi trong những cái đơn kiện tới đây, thưa hai vị vậy? Thưa anh, thì nó không phải nhất thiết là những người đóng góp đó là họ phải đứng ra, thế là cũng có rất nhiều người tình nguyện. Tôi có gọi một số anh em cựu thanh niên trong cái đoàn thanh niên, những người trẻ bây giờ mấy anh đã lớn rồi, sau mấy chục năm mấy anh cũng lớn, mấy cũng sẵn sàng làm việc, và cũng có nhiều người họ cũng sẵn sàng làm việc, có nhiều người họ sẵn sàng bỏ tiền ra để mua lại,
và cũng có nhiều người khác trong những ngày qua, mỗi lần họp đều có những người đã xuất hiện như các chị Kim Chi biết. Thì tôi nghĩ là ở chùa nó có một cái Phật pháp, nó nhiệm màu, nó cái này lúc nào anh cần cái gì cũng có người hết, lúc nào ông thấy lúc nào cũng có Quỳnh Tấn Lê chết cũng có người khác nữa, thành ra lúc nào anh cần anh cũng sẽ có. Và ông nói vậy là điều rất là đáng mừng, nhưng mà ông nói là rất là rành về chùa Bát Nhã, và sau khi ông từ chức rồi đó thì ông đã có giới thiệu cho những Phật tử nào khác để mà kế nhiệm ông, hoặc là thực hiện theo những cái nguyện vọng mà ông đang đi mà gian dở rồi không thưa ông? Có, tôi ông có thể là nói là đó là ai không? Tôi có nói với anh em, tôi mới vừa kể một số anh em đó, thì tôi nói phải tổ chức buổi họp lại để mình kêu gọi anh em rồi ai xung phong để làm những việc đó. Và ông có giới thiệu là những người nào không? Dạ có, chứ có nói nhiều người. Ít nhất là mấy người thưa ông? Tôi có nói chuyện nhất trong đây có chị Kim Chi là đầu tiên, Pháp Bùi, và có 2-3 người nữa, tôi có khoảng 5-6 người. Thì mỗi người hợp lại họ sẽ vào. Và một cái câu hỏi cuối đời đối với cái trách nhiệm đó trong cái phần này, khi mà mình đứng ra để mà kêu gọi người ta đóng góp chùa rồi xây dựng các thứ, thì có sự có mặt của tất cả, và đến bây giờ thì trước một cái bão giông rất là kinh khủng và trước một sự mất mát cái chùa mà chưa có bao giờ xảy ra trong thực tế, thì mình lại né tránh hoặc là mình lại không có rõ ràng là cái tiếng được người kế nhiệm, thì ông có thể nói một chút về cái trách nhiệm của mình ạ? Trách nhiệm tôi sẵn sàng làm việc. Như ngày 27 tháng 3 vừa rồi họp ở đây, tôi nói tôi cũng sẵn sàng bằng mọi cách mình đều muốn để giữ chùa, nhưng mà sức khỏe mỗi ngày mỗi bớt hơn. Bất khi một lần lên đây họp buổi sáng đi đây tôi đi xem một vòng được, buổi chiều đi về tôi đi 3 vòng không xong. Giờ tôi nói thôi em cứ nghỉ xong chút là lái. Thành ra tôi rất khó khăn, mà tôi về tới nhà tôi không dám nói chuyện lâu nữa, tại vì một trong những nói chuyện lâu là tăng xong nó lên, tôi chỉ nói chuyện 1-2 phút thôi, chị công ty cũng thấy mấy người biết. Thành ra vì thế sức khỏe tôi rất là bớt. Bạn tôi luôn luôn nói một câu, tôi có 2 người bạn mà nó giận tôi sợ nhất là nó nói nếu anh chết đó là một hy sinh không đáng giá tí nào hết, chỉ có tạo đau khổ cho gia đình anh. Thì tôi cũng mệt mỏi quá. Vậy trong những ngày tới thì ai sẽ là người để mà có thể liên lạc được đối với chùa chị Kim Chi, hay là sẽ có một Pháp Bùi đi? Pháp Bùi lên đây ngồi. Đây Pháp Bùi lên đây ngồi đi. Lấy cái ghế. Chị ngồi đây. Lấy ghế. Chị ngồi đó. Pháp Bùi là người đã giúp tôi rất tích cực, có nhiều ý kiến rất hay và tích cực giúp tôi trong những ngày qua. Thì anh có thể hỏi lại cái câu hỏi tôi rất tiếc là tôi điểm trẻ nên là không thể nói được việc. Thì bây giờ là ở chùa đang có bao nhiêu đơn kiện ạ? Và cái chủ động từ ở chùa ra là bao nhiêu, và đang đối phó với cái đơn kiện nào khác từ bên ngoài vào không ạ? Tôi thì tôi cũng chỉ là một người đứng ở bên ngoài lề. Thì các quý vị đã biết trong thời gian qua thì tôi cố gắng tôi tìm tòi những tài liệu giấy trắng mực đen để mà tìm hiểu sự việc nó như thế nào và trình bày cho mọi người biết từ cái góc cạnh đó mà thôi. Còn mà ra tất cả những cái dự đoán hay những cái tiên đoán conspiracy theory ở kia thì đó là cái quyền của tất cả mọi người, nhưng mà cá nhân tôi thì tôi cố gắng không có can thiệp vào vấn đề đó. Cái mục đích của cá nhân tôi là tìm hiểu cái sự việc về vấn đề pháp lý nó xảy ra như thế nào và làm thế nào để mà bảo vệ cái tài sản của ngôi chùa. Tôi không có bảo vệ bất cứ một thành viên nào, đó không phải là cái mục đích của tôi, một thành viên nào của Bát Nhã Medicine Institute, kể cả đối với ông Huỳnh Đức Lê cũng như là Hòa Thượng Nguyên Chí và tất cả những thành viên khác. Mà cái mục đích cuối cùng của tôi là làm thế nào để mà có được cái sự công bằng và giữ lại cái tài sản của ngôi chùa, bởi vì đó là sự đóng góp của rất nhiều người. Thì đó là cái mục đích của tôi. Thì trong quá trình vừa qua thì theo như tôi tìm hiểu được qua những cái gì mà chúng tôi có thể lấy được ở trên public information, tức là những cái giấy tờ hồ sơ ngoài tòa, thì chúng tôi được biết rằng gần đây là nó đã có tới 2-3 vụ kiện. Vụ kiện thứ nhất là do những hai cô thiếu nữ mà đã kiện ông Nguyên Chí và chùa Bát Nhã về cái việc mà vi phạm tình dục đối với họ. Thì hai người này vào khoảng cuối năm 2023 họ đã bắt đầu họ bổ túc hồ sơ kiện của họ để mà yêu cầu hủy bỏ cái việc sang nhượng tài sản của bà sư cô Huệ Chiếu từ chùa qua cho bà ta.
và từ đó bà ta dùng cái tài sản đó để đi thế chấp và mượn nợ không trả nợ, đến nỗi và chùa, tài sản của chùa bị phát mãi. Thì đó là cái một cái việc làm của hai thứ nữ mà chúng ta cũng đã biết rồi. Việc thứ hai là cái việc bên bà Tiffany Phạm là cái người mà đã thành công trong cái việc mua đấu giá tài sản với chùa với cái giá 3.6 triệu, thì tất cả quý vị cũng đã biết rồi. Thì bà Tiffany Phạm đã chính thức nộp đơn sau trong khoảng đầu tháng 4 vừa rồi để mà xin phép tòa có cái lệnh illegal detainer để mà trục xuất tất cả mọi người ra khỏi chùa. Thì bà đã xin tòa cái lệnh đó, và kéo lẽ trong thời gian sắp đến đây, hình như là ngày 16 thì phải, thì ở ngoài tòa cũng sẽ có cái vụ sự kiện đó để xem ông quan tòa quyết định như thế nào. Và đồng thời chúng tôi nói chuyện với lại ông Lê và coi giấy tờ trên tòa thì cũng biết rằng ông Lê đã nộp hai cái vụ kiện. Thì tất cả những việc này quý vị không cần phải nghe tin lời của tôi, bởi vì tất cả chuyện này là public record, có giấy tờ ở ngoài tòa. Thì việc kiện thứ nhất là cái việc mà xin tòa stay cái eviction vụ kiện để mà trục xuất mọi người ra khỏi tòa, thì tôi có coi được một hai trang đầu thôi. Tôi không có cái, không phải là luật sư, thành ra tôi không có cái khả năng để mà đi vào coi hết toàn bộ hồ sơ nếu mà tôi không muốn trả tiền. Thì dựa vào một hai trang đầu đó thì cái lập luận của bên ông Lê và luật sư ông Lê nói rằng cái việc sang nhượng tài sản từ chùa về bà Huệ Chiếu là nó không có hợp pháp, không hợp lệ, và nó có một số những cái thủ tục hành chính mà nó không có đúng. Thành thử ra bên ông Lê đã yêu cầu tòa ngưng cái vụ kiện, ngưng cái vụ mà xin eviction đó lại. Việc thứ hai mà họ lập luận, luật sư của bên ông Lê đưa ra mà tôi coi được trên tờ giấy đó, thì họ nói rằng là trong thời gian gần sắp đến thì sẽ có bên của ông Lê cũng sẽ khởi đơn kiện những cái người mà có liên quan đến cái việc tài sản của chùa Bát Nhã. Nói nôm na là bà Huệ Chiếu, công ty cho mượn tiền là công ty JL Financing, và thứ ba là bà Tiffany. Thì bên ông Lê cũng khởi kiện ba người đó để mà xin tòa phủ nhận cái việc sang nhượng tài sản. Bởi vì đối với ông Lê thì cái việc bà sư cô Huệ Chiếu sang nhượng tài sản là một cái điều mà không có công bằng đối với lại Phật tử đã đóng góp tiền cho cái việc xây chùa Bát Nhã. Thì đó là ba cái sự việc kiện nó xảy ra. Ông quan tòa quyết định như thế nào thì đó là cái tiếng nói cuối cùng của quan tòa. Thì tôi nghĩ rằng một hai tuần nữa thì chúng ta tất cả mọi người quan sát chờ xem. Tôi không có phải là luật sư nên tôi không biết được là ông quan tòa ông cái khuynh hướng của ông sẽ phán xử như thế nào, nhưng mà tôi nghĩ còn quá sớm để chúng ta có thể đoán coi ông quan tòa sẽ quyết định như thế nào. Riêng cá nhân tôi thì cái mục đích của tôi thì tôi mong muốn rằng cái tài sản của chùa Bát Nhã nó sẽ vẫn được là ngôi chùa, và có thể nó không còn là cái ngôi chùa dưới cái tên Bát Nhã, cũng có thể là không còn là cái ngôi chùa dưới tên ông Nguyên Chí, và có thể là không có liên quan gì đến tất cả những thành viên trong hội đồng quản trị. Nhưng mà tôi có được một vài người quen thân với tôi, trong đó quý vị cũng đã biết là có bà sư cô Bích Liên. Bà đã 2-3 lần, và gần đây là trong cái ngày gây quỹ ở đại lễ Phật Đản vừa rồi, bà ngồi cạnh tôi và ông Michael Đạo, và tôi có được bà ngỏ ý là muốn ông Michael Đào cho bên cái nhóm của bà một cái cơ hội để mà có thể mua cái ngôi chùa đó và tiếp tục sử dụng ngôi chùa đó như là một cơ sở Phật giáo. Ngoài ra tôi còn có được một vài người bạn nữa, thí dụ như là một số người bạn, trong đó có người là chủ nhà hàng Huế Five Star ở trên vùng Monterey Park. Họ và một xóm của bọn họ cũng đang muốn mua lại ngôi chùa đó để giữ làm một ngôi chùa cho người Việt Nam là ở đây. Và cái nhóm thứ ba là một thương gia còn trẻ,
ở Hội đồng Hương Quảng Trị, xin phép tôi chưa được ông ta cho phép nói nhắc đến tên ông ta. Nhưng mà đây là một người thương gia rất thành công và có rất nhiều tiền ở trong một đồng hương của Hội Quảng Trị. Và ông ta đã và đang mua một cái miếng đất mấy trăm mẫu ở khu Oceanside để mà làm những cái tu viện cho Phật giáo. Thì ông cũng cho biết rằng ông sẵn sàng bỏ ra một tiền, số tiền để mà mua cái ngôi chùa đó và tiếp tục giữ đó làm ngôi chùa cho Phật giáo. Thì qua những sự việc đó thì tôi cảm thấy yên tâm hơn và tôi nghĩ rằng chúng ta không đến nỗi mà mất đi ngôi chùa. Thì sự việc cuối cùng quan trọng đối với tôi là cái gì? Tất cả những ai đã làm những cái gì sai thì phải chịu trách nhiệm trước luật pháp. Và tôi mong rằng bên cảnh sát Santa Ana, bên văn phòng biện lý, họ làm đúng cái trách nhiệm của họ để mà tìm hiểu cho đến nơi đến chốn cái sự việc này nó đã xảy ra như thế nào và tại sao lại có sự việc như thế. Việc thứ hai mà tôi mong muốn thì tôi chưa biết là tôi có tham gia vào trong tình nguyện để mà vào trong hội đồng quản trị trong tương lai hay không, hay là người ta có mời tôi hay không. Ví dụ như bà sư cô hay là bất cứ người nào mua chùa thì phải có cái sự đồng ý của họ thì mình mới được, họ mời thì mình mới tham gia được. Mà tôi chưa biết là nếu có được mời tôi có thì giờ để mà tôi tham gia không. Những cái điều mà tôi nghĩ rằng tất cả các ngôi chùa của người Việt chúng ta ở đây phải coi lại cái phương pháp quản trị hành chánh cũng như là tài chánh để tránh những cái sự việc này nó xảy ra trong tương lai. Thì tôi qua cái sự việc này tôi thấy nó có nhiều cái điều mà tôi thấy có lẽ vì mọi người tất cả ai cũng làm với những cách thiện nguyện không lương, thành thử ra cái việc làm nó không có professional, thành thử ra mới đi đến việc vậy. Ở thành phố Garden Grove quý vị thấy, hoặc là bất cứ những cái tổ chức khác như là Red Cross, họ có cái ban điều hành và có họ có hội đồng quản trị. Ban điều hành họ có cái trách nhiệm, xin nói thêm một xíu là họ phải báo cáo hàng tam cá nguyệt cho hội đồng quản trị. Còn năm nay chúng ta thấy không, những việc làm đó hết sức là lỏng lẻo. Thì đó là cái điều mà tôi nghĩ tất cả các ngôi chùa phải coi lại để mà có cái sự cải thiện hơn trong vấn đề điều hành ngôi chùa, thưa quý vị. Ngọc Lan xin có câu hỏi, đó là cái chuyện mà chùa Bát Nhã đó. Tất nhiên ở trong bản thân Ngọc Lan nghĩ là 100% sẽ không bao giờ cái tên ngôi chùa Bát Nhã biến mất. Nó sẽ còn ở đó bằng cách này, bằng cách khác, hoặc là kiện lấy lại chùa, hoặc là người khác mua lại chùa, nó sẽ không có biến đi đâu hết. Đó là điều chắc chắn. Tuy nhiên cái chuyện mà nói rằng là bây giờ cái chùa bị người bán rồi, bây giờ những người mà đứng ra trách nhiệm để mà đi đòi lại cái chùa, nộp đơn kiện, đã nộp đơn kiện thì phải có người đại diện của chùa để theo dõi đơn kiện này. Thì chú Huỳnh Tấn Lê là người nộp đơn kiện và chú nói bây giờ chú mệt rồi chú rút lui. Như vậy thì chú rút lui, như vậy thì ai sẽ là người làm việc với luật sư để mà theo dõi cái vụ này, ai sẽ là người trả tiền? Từ hôm trước đến bây giờ thì cô Kim Chi và anh Pháp Bùi là cái người ngồi cùng, ví dụ như bây giờ mọi người đang xem chương trình nhìn hai cô với lại anh ngồi ở đây thì tự nhiên họ xưng hai người này sẽ là đại diện cho chùa đúng không? Tại sao như vậy thì cô Kim Chi hay là anh Pháp Bùi có phải là sẽ người sẽ tiếp tục theo dõi vụ kiện này, làm việc với luật sư và sẽ trả lời cho Phật tử rằng là cái tiến trình chùa đã kiện đến đâu rồi, hôm nay chúng tôi giải quyết cái nào, thì có phải là hai người? Vâng, xin cảm ơn chị và câu hỏi hết sức là tuyệt vời và hết sức là cần thiết để chúng tôi giải thích cho nó rõ. Cho đến ngày hôm nay cũng như là những ngày qua, chúng tôi chưa bao giờ có được cái ủy thác từ bất cứ ai để mà đại diện cho chùa Bát Nhã Madison Institute. Kể cả đối với ông Huỳnh Tấn Lê, chúng tôi cũng không có pháp danh đó. Chúng tôi chỉ là những người đứng bên ngoài cuộc và theo dõi công việc và thúc đẩy mọi người ở trong chùa là phải có cái sự việc mà đưa cái việc này ra ánh sáng và làm sao giữ lại ngôi chùa. Thì cho đến ngày hôm nay, chúng tôi không hề có một cái pháp danh gì hay là cái chính danh gì để mà đại diện cho Bát Nhã Madison Institute. Chúng tôi không có quyền ký bất cứ giấy tờ gì đối với luật sư cũng như là đại diện cho chùa. Và chúng tôi cũng không phải là thành viên của hội đồng quản trị hay là những người cố vấn cho hội đồng quản trị chùa Bát Nhã. Thành ra vì thế, như chúng tôi đã nói, chúng tôi vẫn hiện giờ vẫn là người ở ngoài cuộc. Trong tương lai như thế nào thì hiện giờ chúng tôi không biết, là bởi vì chúng tôi không có cái pháp danh gì cả. Cho đến khi nào mà chùa Bát Nhã, những thành viên của chùa Bát Nhã, và tôi có cơ hội, tôi đã đọc được cái nội quy của chùa,
nội quy của chùa nói rất rõ là những thành viên của chùa Bát Nhã mới có quyền bầu ra ai là hội đồng quản trị, mới có quyền bầu ra ai là thành viên của hội đồng điều hành, tức là người CEO, người tổng thư ký và người thủ quỹ. Cái việc đó tôi không biết là có xảy ra hay chưa xảy ra, bởi vì tôi chưa bao giờ được mời đi dự những cái phiên họp như thế. Thành ra nói cho quý vị hiểu rõ để là quý vị thấy rằng đối với chúng tôi cũng có thể chỉ có hơn một vài người khác một chút xíu xíu thôi là có thể nói chuyện được với ông Huỳnh Đức Lê và ông có thể chia sẻ một số thông tin. Tôi có thể tôi lên tìm hiểu như quý vị, như là bên đài Lý Đô Sài Gòn TV đã lên trên những cái giấy tờ của tòa để tìm hiểu sự việc nó như thế nào, và hầu là đưa ra một cái hình bức hình cho nó rõ ràng hơn. Thì cái điều mà chúng tôi quan tâm nhất, tôi có dịp tôi xin ông Huỳnh Tấn Lê cho cái số phone của luật sư của ông. Tôi biết ông luật sư là gì bởi vì tôi coi giấy tờ trên tòa, thì tôi xin số phone của ông luật sư của ông Huỳnh Tấn Lê. Thì ông này tên là Cái Tăng. Tất cả những information này tôi có thể nói được bởi vì nó đã là public information, giấy tờ trên tòa cho thấy rõ sự việc đó, chứ không phải là tôi nói một cách mà không có cái sự đồng ý. Thì tôi có nói chuyện với lại ông Cai Tăng hồi trưa hôm qua. Tôi rất lo lắng khi mà tôi nghe tin rằng là ngày hôm nay có buổi họp báo và ông Huỳnh Tư Lê vì sức khỏe sẽ không có thể nào mà tiếp tục cán đáng công việc. Tôi hỏi ông là nếu như vậy thì trong ba cái vụ kiện đó thì nó sẽ ra sao? Thì ông luật sư nói rằng là tôi đã nói chuyện với lại bên ông Lê và cho biết rằng chùa Bát Nhã phải có một cái, nếu chưa có thì phải có một cái buổi họp của các thành viên của chùa, chứ không phải là Phật tử nhé. Phật tử chưa chắc đã là thành viên của chùa Bát Nhã. Phải có một cái buổi họp chính thức của các thành viên của chùa Bát Nhã để bầu ra một ban đại diện. Và ông ta muốn rằng nếu ông ta vẫn là luật sư đại diện cho ông Huỳnh Tấn Lê hay là cho chùa đó, thì phải có mặt hai vị luật sư. Vị luật sư nhất là vị luật sư đại diện cho ông Nguyên Chí, biện hộ cho Nguyên Chí qua những vụ kiện vừa qua. Và thứ hai là ông Cai Tăng, là cái ông mà đã được cái sự ủy thác của ông Huỳnh Tấn Lê. Phải có mặt hai vị này để xác nhận rằng là cái hội đồng quản trị và điều hành của chùa Bát Nhã là những cái người có được cái ủy quyền và có cái chính danh và có cái quyền để mà đại diện và quyết định những sự việc gì cho chùa. Cá nhân bà Kim Chi cũng như cá nhân tôi không có quyền đại diện và không có quyền đưa ra bất cứ một quyết định gì, bởi vì chúng tôi không phải là thành viên của chùa Bát Nhã mà cũng không phải trong hội đồng quản trị cũng như trong hội đồng điều hành. Theo tôi xin có ý kiến là cái mục đích của họp báo hôm nay là một nguyên lệ công việc của họp báo này là để nói là anh không có tiếp tục công việc của chùa Bát Nhã nữa, tuyên bố cho tất cả các cơ quan truyền thông báo chí biết cái việc sức khỏe của anh không nghỉ nữa. Thành tôi nghĩ cuộc họp báo tới đây là chấm dứt. Tôi cảm ơn anh, nhưng mà phải để cho tôi trả lời cho rõ ràng để đồng hương hiểu rõ rằng là tôi không có liên quan gì đến chùa Bát Nhã và với Huỳnh Tấn Lê, và tôi không có là đại diện và cũng như thành viên. Cái điều đó là quan trọng, bởi vì chúng tôi không muốn bị mang tai tiếng và bị hiểu lầm là chúng tôi là những người đại diện cho chùa Bát Nhã hoặc là cho bất cứ vị nào, kể cả ông Huỳnh Tấn Lê. Ông có nói rằng là thành viên thì mới được bầu. Thế thì ông giải thích cái thành viên của chùa Bát Nhã thì nó xác định như thế nào, những người đó thực sự có ghi danh? Cái điều đó tôi nghĩ rằng là ông nên hỏi chùa Bát Nhã, bởi vì tôi chỉ đọc cái nội quy của chùa, cái bài lo của chùa, và có thể tôi hiểu không chính xác. Thành ra tôi, và thứ hai là tôi không phải là cái người mà đại diện cho chùa, thì tôi không thể nào trả lời những câu hỏi đó của ông được. Không, theo bài lo thì chúng tôi công lầm là chỉ những người mà đóng góp trên 25 Mỹ Kim là cũng có thể là đó là member, thưa ông. Thì cái chuyện đó không phải là trách nhiệm của chúng tôi, và chúng tôi cũng không có cái quyền hành gì để mà có thể trả lời hay xác nhận câu đó. Thì liên quan đến vấn đề này, chúng tôi thấy rằng ở chùa Bát Nhã có hình như là Phật tử là khác nhau đó. Ví dụ như vừa rồi thì sư cô Bích Huệ Chiếu được nhận một cái văn bản từ ở phía bên ông thầy anh Nguyễn Vâng, anh Minh Giang xin phép là tôi cắt ngang lời anh, bởi vì tất cả mọi sinh hoạt ở ngoài chùa chúng tôi thường ngày không thể đến và không thể biết gì cả. Vâng, câu hỏi là tôi dành cho cô Kim Chi ạ. Thì cô Kim Chi có thấy rằng ở trong chùa đang có hai cái hệ Phật tử khác nhau không? Bởi vì vừa rồi tuần trước chúng tôi có đến và hỏi một vài các Phật tử, thậm chí là những người làm sống quả cho cái khu vực mà gọi là bán thức ăn đó,
thì họ nói rằng là những cái điều gì không không rồi thì nói là bậy bạ thôi, nói tào lao hoặc là không có đúng gì hết. Sư cô bệ chiếu mới là đúng, và sư cô bệ chiếu nó không có mất chùa. Quý vị nói là cưỡng chế, không bao giờ cưỡng chế đâu. Quý vị nói rằng sẽ coi như là đuổi nhà nếu bây giờ chưa chuỗi. Thì như vậy thì một cái hệ có một nhóm phật tử là suy nghĩ theo cái kiểu như vậy, và một nhóm phật tử thì bây giờ muốn thành lập để mà xây dựng một cái đại hội cổ đông hay là cái vấn đề giống như là những cái member đó, thì làm sao để điều hòa được thưa chị ạ? Trước khi cô Kim Chi trả lời thì tôi đã khẳng định rõ, và tôi cảm ơn cô Ngọc Lan đã hỏi câu hỏi rất chính xác và cho tôi cơ hội để tôi khẳng định cái vị trí của tôi đối với chùa Bát Nhã thế nào. Thì tôi hy vọng rằng là quý vị đã hiểu rõ là tôi cũng như quý vị là chỉ muốn có một những sự việc nó sáng tỏ và giữ lại được ngôi chùa cho tất cả cộng đồng của chúng ta. Và đến đây thì cái phần của tôi đã chấm dứt. Ngoài những chuyện khác là tôi không biết có chuyện gì tôi có thể chia sẻ được. Chúng ta xin phép tôi cảm ơn. Anh đang đứng đó là anh sẽ chia sẻ cái phần của anh luôn. Là bởi vì vừa rồi thì ông Quỳnh Tấn Lê có nói rằng là chúng tôi có giới thiệu những người nào khác, trong đó có ông Bùi Phát, để vào làm gọi là những cái người mà tiếp nối và tiếp tục mà điều hành hay là anh Minh Giang. Thứ nhất là chúng tôi không có làm việc theo cái chính đề. Nếu cái việc ông Huỳnh Tấn Lê, chúng tôi cảm ơn ông đã có cái ý nghĩ tốt và tin tưởng của chúng tôi, nhưng mà ông Huỳnh Tấn Lê cũng chỉ là một cá nhân, cho đến khi nào mà có cái sự đề cử hay là yêu cầu của hội đồng quản trị mới thì lúc đó chúng tôi mới cân nhắc, còn hiện giờ chưa có cái chuyện gì cả thì không có lý do gì mà chúng tôi phải trả lời là yes hay no. Thưa anh, vậy giữa anh và ông Huỳnh Tấn Lê đang có sự khác biệt không? Không phải, không phải. Ông Huỳnh, tôi là không có cái sự khác biệt hay mâu thuẫn gì với Huỳnh Tấn Lê cả. Ông Huỳnh Tấn Lê có cái ngã ý là muốn tôi là cái người trong tương lai, người trẻ có thể có cái khả năng và có thể đóng góp được cho chùa, thì ông đưa ra cái điều kiện đó. Thì khi nào mà chùa cũng như là hội đồng quản trị có cái yêu cầu đó thì lúc đó tôi mới quyết định ngay. Đơn giản vậy thôi nhá. Vâng, xin mời anh Chi. Bây giờ tôi thấy cái buổi họp báo này nó là một trong những sự kiện quan trọng về vấn đề chùa Bát Nhã. Bây giờ quý vị cho phép chúng tôi hỏi câu rất ngắn, tại vì tôi dễ biết rằng là cái thư mời cũng giống như của ông Bình Tế Lê. Thưa ông, một lần nữa ông cho chúng tôi biết rằng là lý do sức khỏe nên không có thể được cái vai trò nào nào trả lại trong quá khứ, thì cái điều đó có thể báo lại không được Bình Tế Lê và không có ai hướng gì người lý do sức khỏe nên một lý do gì tiếp tục công việc này. Dạ vâng. Chính người luật sư cũng đã nói chuyện này, chúng tôi này tôi tin rằng đó sẽ rất lớn về vấn đề chứ là không lý do thì tôi đây là quan cảnh của bạn họp báo việc này. Cảm ơn chị Kim Chi. Cái phần mà tiền mà của phía bên bán nó sao nó chuyển về cho bên cái custody đó, thì cái phần đó là đã chuyển cho ai là chị biết không? Cô không chịu quay với cô mừng lắm. Anh chị Kim Chi, chị biết đó không? Cái phần biển, cái phần mình cũng biết, người ta gọi là nó sạch ngay mà. Cái problem á là ông thầy với chị Kim Chi cho làm. Bây giờ thầy Nguyễn Chí dường như là còn cái quyền để mà cho làm không? Tất nhiên ông không cho mình xuống chậu ông á, đơn giản nhất là ông không cho mình xuống chậu ông á. Nhưng mà hôm rồi có thông tin đó chị, là họ nói rằng cái tài khoản của sư cô Bảy Chiếu sẵn sàng đưa ra cho mọi người xem, có làm gì đó. Tôi không biết, tôi không người chuyên. Bây giờ thì cô Kim Chi có thể nói là bước kế tiếp là sẽ làm gì trong một vài tuần tới hay là một vài ngày tới ạ? Nãy thì nãy ông Quỳnh Tấn Lê có nói rằng là sẽ họp hai một cái đám đông gì đó hay là cũng là những người member đó. Phải họp. Thực sự ra là do member là có tiền. Bây giờ ai mà sẽ là người có quyền bầu ai là chùa thì bây giờ một người bị trục xuất, một người thì lại là chỉ rõ ràng là không có gắn mắt đầu vào bảo gì. Bây giờ mời anh Bính Bao là hay nhất. Cảm ơn chú.